Và nếu có được điều đó thì chắc chắn ở lượt trận cuối cùng khi tiếp đón U17 Thái Lan thì đó sẽ là một lợi thế tâm lý rất lớn của đội tuyển U17 Việt Nam. Quan thân mến, như vậy là trong hiệp đấu đầu tiên, U17 Việt Nam sẽ ở bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. U17 Nepal trong màu xanh sẽ ở phần sân bên phía tay phải. Đội hình ra sân của U17 Việt Nam vẫn là 3-4-3, một sơ đồ cực kỳ quen thuộc, gắn bó với huấn luyện viên Quốc Tuấn từ giải U16 Đông Nam Á cho đến những trận đấu đã qua. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Nepal được tường thuật trực tiếp duy nhất trên kênh All Sport News, và cùng với đó là được phát sóng trên các nền tảng khác như kênh YouTube của All Sport, kênh YouTube của Next Sport, trang Facebook của All Sport, và lúc này trên luồng livestream trực tiếp của chúng tôi trên Facebook của All Sport thì đang có hơn 5.000 người xem cùng. Và như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Những hình ảnh rất quen thuộc cũng là sau khi lấy bóng thì ngay lập tức các cầu thủ U17 Việt Nam tràn sang phần sân của đối phương. Phần đầu đó thì trong trận đấu đầu tiên, tuy đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa, nhưng rõ ràng đã có những thời điểm mà các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng đã làm chưa thực sự tốt những công việc như là sự kết nối và khả năng ghi bàn vào lưới của đối phương. Phần đầu đó thì đã có những lúc mà ba trung vệ của chúng ta làm việc cũng không thực sự ấn tượng, khi mà để cho các cầu thủ bên phía Đài Bắc Trung Hoa đã có những cơ hội về phía khung thành của thủ môn Bảo Ngọc. Ngày hôm qua thì cả đội U17 Việt Nam cũng đã xem lại trận đấu đầu tiên với U17 Đài Bắc Trung Hoa, và họ cũng đã có sự rút kinh nghiệm hết sức sâu sắc, cho dù đó là một trận đấu mà chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Và ngày hôm nay cũng đã có những sự điều chỉnh về mặt con người. Ở khu vực giữa sân thì Lê Ngọc Hưng, tiền vệ trung tâm của U17 PVF đã được sử dụng để thay cho Quốc Trung, tiền vệ đến từ Lò Sông Lam Nghệ An. Cánh trái, hậu vệ biên số 1 của U16 Việt Nam tại giải đấu Đông Nam Á với Đình Thượng đã quay trở lại với đội hình chính thức, và Lê Đình Long Vũ được trả lại với một trong ba vị trí trên hàng tấn công. Theo đội hình xuất phát của các cầu thủ U17 Nepal, trong khung thành đó là thủ môn số 16 Motan, cầu thủ số 3 Thapamagan, số 4 Semata Thapa, số 6 Gorasani, số 8 Lassambang đội trưởng, số 11 Kari, số 12 Tamang, số 14 Lachu Thapa, số 15 Unek Batatoki, số 18 Bata và số 22 Subabam. Huấn luyện viên trưởng của U17 Nepal đó chính là ông Ujan Sereta. Đây là ban luyện của đội tuyển U17 Việt Nam với những cái tên cực kỳ quen thuộc. Trưởng đoàn ông Hoàng Anh Tuấn, người đã đưa U19 Việt Nam có được một giải đấu cực kỳ thành công và góp mặt ở vòng chung kết U20 thế giới. Huấn luyện trưởng là ông Nguyễn Quốc Tuấn, và trợ lý cũng có những nhân vật hết sức nổi bật. Đó đều là những cựu tuyển thủ như Quang Hải hay Văn Phong. Rồi là tình huống xâm nhập của Hoàng Sơn. Rất quyết tâm. Tình huống lăn xả của cầu thủ Nepal. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Dứt điểm. Không được. Và dứt điểm không thành công. Vừa rồi là của Đức Thiện. Trong số 3 tiền đạo trận đấu trước thì Đức Thiện thi đấu tương đối năng nổ. Vừa rồi là một tình huống mà cầu thủ trẻ của chúng ta được hưởng phép lợi thế. Đức Thiện là cầu thủ thi đấu tương đối năng nổ trên hàng công, nhưng sự gắn kết của anh với những cầu thủ còn lại là một vấn đề. Và những tình huống xử lý cuối cùng của tiền đạo trẻ bên phía U17 Việt Nam Đức Thiện vẫn còn rất nhiều điều khiến cho anh cần phải có những sự thay đổi. Và ngày hôm nay thì ban luyện của U17 Việt Nam vẫn quyết định để cho Đức Thiện ra sân chính thức trong trận đấu gặp U17 Nepal, mà chúng ta sẽ cùng xem những sự thay đổi của Đức Thiện trong trận đấu này. Ngày hôm nay là một ngày hoàn toàn khác, và chúng ta đang được chứng kiến một không khí tuyệt vời trên sân động Việt Trì.
nó khác hẳn với không khí của trận đấu khai mạc giữa U17 Việt Nam và U17 Đài Bắc Trung Hoa. Ngày hôm nay khán đài B gần như là đã được phủ kín bởi các cổ động viên và nó đang tạo ra một không khí sôi động hơn rất nhiều. Bùi Hoàng Sơn. Hoàng Sơn chính là cầu thủ đã có được bàn thắng mở tỷ số trong cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đó cũng là một bàn thắng rất đẹp để Hoàng Sơn chúc mừng cho sinh nhật lần thứ 16 của chàng trai này. Đây là cầu thủ quê ở Hải Phòng và đang thi đấu cho đội U17 của trung tâm PVF. Vi Đình Thượng. Quả tạt của Vi Đình Thượng không thể có tình huống dứt điểm. Đây là tình huống thoát đi khá nhanh của các thủ về Nepal. Pha can thiệp chính xác của hậu vệ Phan Văn Thành. U17 Việt Nam đang chiếm thế chủ động. Đây là Lê Đình Long Vũ. Rất nhịp nhàng. Vi Đình Thượng. Nguy hiểm. Không có tình huống dứt điểm của Đức Thiện. Việt Nam đang triển khai những tình huống tấn công tương đối tốt bên phía cánh trái với những tình huống dâng cao của Vi Đình Thượng. Cầu thủ đang thuộc biên chế U17 Huế. Rõ ràng là với sự xuất hiện của Đình Thượng bên cánh trái, chúng ta có thể thấy là những phút vừa qua, những tình huống tạt bóng của cầu thủ này có chất lượng tương đối ổn. Đây là điều rất cần thiết khi mà đối phương có những cầu thủ phòng ngự số đông và tương đối quyết liệt trên phần sân nhà, thì những tình huống đánh biên và tạt vào phía trong là hết sức cần thiết. Dù pha bóng của thủ thành Đình Hải, cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam không được. Người chạm bóng cuối cùng là trung vệ Garasani bên phía các cầu thủ U17 Nepal và sẽ có phạt góc. Chúng ta cùng xem lại tình huống lướt đi của Đức Thiện. Đức Thiện vẫn hơi thiếu cảm giác và hơi thiếu tốc độ trong pha bóng này. Nếu như có được cảm giác bóng tốt hơn, một đường truyền vào trong thì chắc chắn là Long Vũ sẽ có được bàn thắng mở tỷ số. Phùng Văn Nam, nguy hiểm. Tình huống cắt mặt nhưng có lẽ là đã có lỗi của các tiền đạo bên phía U17 Việt Nam. Người đã phạm lỗi trong tình huống cắt mặt đánh đầu vừa rồi là Lê Đình Long Vũ. Trong trận đấu đầu tiên thì Lê Đình Long Vũ đã phải thi đấu với một vị trí trái sở trường, đó là vị trí hậu vệ biên trái trong sơ đồ 3-4-3. Và ngày hôm nay anh đã được trở lại với vai trò tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 3-4-3 của huấn viên Quốc Tuấn. Đây là một vị trí sở trường của Long Vũ. Và bộ ba Long Vũ, Hoàng Sơn, Đức Thiện chính là ba cầu thủ đã thi đấu chính thức tại giải đấu U16 Đông Nam Á. Rất nguy hiểm. Công Vương. Vẫn là Công Vương. Một tình huống xử lý độc lập cá nhân rất hay của đội trưởng U17 Việt Nam. Cắt bóng từ giữa sân, bình tĩnh xông thẳng vào hàng phòng ngự của U17 Nepal và sau đó rất quyết đoán tung ra tình huống dứt điểm bằng chân trái, chân không thuận của Công Vương, nhưng đó lại là một pha dứt điểm có thể nói là rất chất lượng, hiểm hóc và không thể cản phá. Công Vương có được bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay. Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8, một sự khởi đầu có thể nói là hoàn hảo cho U17 Việt Nam. Trận đấu trước thì phút thứ 18 họ mới có được bàn thắng mở tỷ số. Nhưng trận đấu này mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi hơn. Việt Nam tấn công, Việt Nam pressing và Việt Nam giành bóng và có bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Công Vương. Có rất nhiều sự lựa chọn có thể xẻ nách cho Long Vũ, nhưng đội trưởng của U17 Việt Nam, cầu thủ đến từ lò tạo Viettel, đã có được một tình huống xử lý rất điềm tĩnh, rất chính xác và cũng rất đẹp mắt. Điều quan trọng là chúng ta đã có được tình huống pressing và cắt bóng rất hay. Một sự khởi đầu rất thuận lợi cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Và rõ ràng với một sự khởi đầu tốt như thế này thì việc sẽ có được ngôi đầu bảng sau hai lượt đấu làm điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của các cầu thủ U17 Việt Nam. Công Phương. Vừa rồi thì lại là một tình huống mà Công Phương đã quan sát chưa thực sự tốt. Lẽ ra trong pha bóng vừa rồi Công Phương có một đường chuyền sang bên phía cánh trái cho Vinh Thượng thì pha tấn công sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Đúng là các cầu thủ trẻ thì vẫn còn phải hoàn thiện theo thời gian và từng trận đấu. Và chúng ta sẽ cùng mong là U17 Việt Nam sẽ hoàn thiện thật sớm hơn để có được một kết quả tốt trước cao thủ Nepal trước khi bước vào trận đấu được coi là quyết định của khu vực bảng F năm nay với cao thủ U17 Thái Lan. Và chắc chắn rồi, đó mới chính là đối thủ của chúng ta tại bảng đấu này. Trận
đấu sẽ quyết định tới ngôi vị đầu bảng, một tấm vé tới vòng chung kết của U17 châu Á vào năm 2023. Vi Đình Thượng là một cầu thủ thuận chân phải nhưng được đặt ở vị trí hậu vệ trái, và cầu thủ gốc Nghệ An đang thuộc biên chế của U17 Huế đã có được sự bắt nhịp rất tốt. Ở trận đấu đầu tiên thì Vi Đình Thượng bị chấn thương nhẹ và không thể góp mặt, nhưng trận đấu này anh đã trở lại và đang chơi rất hay, vẫn là Vi Đình Thượng. Sức ép của Vi Đình Thượng đã buộc cho các cầu thủ U17 Nepal phải phá bóng và chịu phạt góc. Rõ ràng là sức mạnh cũng như là những điểm tốt nhất của U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Viên Quốc Tuấn đang đến từ những hành lang biên, đặc biệt là ngày hôm nay thì biên trái đang được tận dụng một cách tối đa với những lần tăng tốc và dâng lên hiệu quả của Vi Đình Thượng. Không được, bóng cắt ngang khung thành của U17 Nepal. Thậm chí nếu như đây là một trận đấu mà chúng ta có được lợi thế sớm ngay trong hiệp 1 thì chắc chắn là trong hiệp đấu thứ hai, huấn luyện viên Quốc Tuấn sẽ có nhiều những sự tính toán để hướng tới trận đấu gặp các cầu thủ Thái Lan. Văn Thành. Hoàng Sơn. Có một tình huống ném biên. Trong số 3 trung vệ của chúng ta thì Nguyễn Trung Nguyên đã phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu gặp U17 Đài Bắc Trung Hoa. Và đó cũng là điều mà huấn luyện viên Quốc Tuấn sẽ cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Vì rõ ràng những phút vừa qua có thể thấy là hàng công của U17 Nepal thực sự thi đấu cũng không đáng lo ngại khi mà họ dường như không thể lên được bóng. Đây cũng chính là thế trận mà U17 Thái Lan đã tạo ra được trước các cầu thủ U17 Nepal. Họ dường như chỉ phòng ngự vượt qua sân nhà. Nhưng khác biệt với trận đấu giữa Thái Lan và Nepal thì chúng ta có bàn thắng từ rất sớm. Người vừa bị phạm lỗi là Lê Đình Long Vũ, và người thực hiện tất cả những quả phạt bên phía cánh trái của U17 Việt Nam vẫn là Vi Đình Thượng. Hữu Trọng cũng đã dâng cao để hỗ trợ tấn công. Trung Nguyên cũng vậy. Hai không cho các cầu thủ U17 Việt Nam rất dễ dàng, và người ghi bàn là Bùi Hoàng Sơn, vẫn là cái tên quen thuộc, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu đầu tiên, bây giờ là người nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam với một tình huống cắt mặt đánh đầu rất gọn gàng và hiểm hóc. Khuôn mặt có phần cam chịu của ban luyện U17 Nepal, họ đã không biết phải làm gì khi mà U17 Việt Nam đang thể hiện được sức ép và sự hiệu quả trong những tình huống tấn công. Một tình huống pressing giành bóng chuyển đổi, một tình huống khai thác tốt từ pha đá phạt. Vi Đình Thượng với những quả tạt có độ ổn định cao, và Bùi Hoàng Sơn cũng đã cho thấy được ưu thế trong việc chọn điểm rơi và đánh đầu chuẩn xác. Một tình huống phối hợp rất đẹp mắt, cú đá hướng về phía cột 1, và ở đó Bùi Hoàng Sơn đã bật cao và đánh đầu lai bóng hiểm hóc, đưa trái bóng về phía góc xa trước sự bất lực của thủ môn bên phía U17 Nepal. Lúc này thì trận đấu mới chỉ diễn ra được ít phút thôi, nhưng ấn tượng của tôi với sự xuất hiện của Vi Đình Thượng là khá tốt, khi cầu thủ này liên tiếp có những tình huống xuyên phá bên phía hàng cánh trái bằng tốc độ của mình. Bàn thắng thứ hai của Hoàng Sơn, tiếp tục là Hoàng Sơn, vẫn còn rồi. Lỗi việt vị của Hoàng Sơn trước đó. Nếu cứ chơi như thế này thì thực tế là U17 Nepal rất dễ bị vỡ trận, và đây là một tình huống mà có lẽ là Hoàng Sơn đã chưa rơi vào vị trí việt vị. Và pha xử lý cá nhân của Hoàng Sơn lướt qua thủ môn và đã có được một đường truyền ngược trở lại thuận lợi cho Đức Thiện. Rõ ràng việc chơi đồng đội là việc mà các cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U17 cần thiết phải làm. Và đúng như huấn luyện viên Nam đã nói trong pha bóng đó, cũng như các trọng tài chính xác hơn, thì Hoàng Sơn đã có một tiếng kiến tạo tốt cho đồng đội của mình, và tỷ số có thể sẽ là 3-0. Công Phương. Lê Ngọc Hưng.
Đinh Hoàng Hưng là tiền vệ trung tâm của U7 PVF, người cùng với Bùi Hoàng Sơn đã thi đấu đầy đủ các cấp độ U17, U19 và hạng nhì cho PVF ở mùa giải năm nay. Trung Nguyên, anh không có tin rằng nếu như từ bây giờ cho đến hết hiệp 1 đội tuyển Việt Nam có thêm từ 1 đến 2 bàn thắng nữa thì hiệp 2 sẽ có rất nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Vâng, đúng như vậy, cá nhân tôi nghĩ là chỉ cần 1 bàn thắng nữa thôi thì sẽ có rất nhiều những sự thay đổi của huấn luyện viên Vũ Tuấn để hướng tới trận đấu cuối cùng gặp U17 Thái Lan. Đó mới chính là trận đấu thực sự rất quan trọng. Đương nhiên là khi được thi đấu trên sân nhà, chúng ta sẽ hướng tới vị trí nhất bảng và không nghĩ tới việc là một trong những đội bóng nhì bảng xuất sắc nhất. Việc tự quyết sẽ là việc mà chúng ta sẽ phải hướng tới. Quan thân mến, trận đấu giữa U7 Việt Nam và U7 Nepal, trận đấu trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai của vòng loại U7 châu Á 2023 được tổ chức tại Việt Trì, được phát sóng trên kênh On Sport News do sự kết hợp giữa VTV Cup và công ty truyền thông thế hệ mới Next Media và VFF phối hợp sản xuất và thực hiện. Rất nguy hiểm, vẫn là Vinh Đình Thượng, rất bình tĩnh, dứt điểm. 3-0, 3-0 cho các thủ U7 Việt Nam. Mọi thứ diễn ra rất dễ dàng và cực kỳ thuận lợi. Người đã nâng tỷ số lên 3-0 cho U7 Việt Nam là người chơi hay nhất trong những phút đá qua của trận đấu này, Vinh Đình Thượng, cầu thủ đến từ Huế nhưng lại là một chàng trai gốc Nghệ An. Pha xử lý có thể nói là rất tự tin, rất xuất sắc của Vi Đình Thượng. Một hậu vệ bên trái nhưng đã hoạt động rất năng nổ và hầu như trong những phút đã qua, Vi Đình Thượng chỉ chơi bóng ở phần sân của U7 Nepal thôi. Nhưng có vẻ như là ban huấn luyện U7 Việt Nam vẫn chưa muốn dừng lại ở tỷ số này. Họ vừa tiếp tục ra sát đường biên và nhắc nhở các cầu thủ tiếp tục kiểm soát, tiếp tục chơi bóng và tiếp tục tấn công. Rất trống trải nhưng cũng khá bình tĩnh với pha xử lý cơ bản của Vi Đình Thượng. Quạt bóng bằng chân trái, tạo ra một góc sút và sau đó làm cú cứa lòng không thể cản phá bằng chân phải về phía góc xa. Rất cơ bản. Bàn thắng rất đẹp. Đúng là Vi Đình Thượng đã có một trận đấu rất hay. Đây mới là phút thứ 17 thôi. Đã là 3-0 cho cao thủ của chúng ta rồi. Một khởi đầu thực sự quá tốt. Đức Thiện, Phùng Văn Nam. Với việc xuất sắc của Vi Đình Thượng bên phía hành lang cánh trái thì cánh phải của Phùng Văn Nam đang hơi lép vế một chút. Lúc này thì những người đang chơi bên phía hành lang cánh phải của U7 Việt Nam đó là trung vệ lệch phải Phan Văn Thành, hậu vệ biên phải Phùng Văn Nam và tiền đạo lệch phải Đức Thiện. Đúng là so với Trung Nguyên, Vi Đình Thượng và Long Vũ bên phía cánh trái thì cánh phải đang lép vế hơn Vi Đình Thượng. Hơi chủ quan và đã để mất bóng. Có lẽ một phần nào đó thì thực tế đội tuyển của chúng ta cần phải tránh những tình huống như thế này. Tránh những tình huống va chạm, những tình huống tranh cãi không cần thiết. Tỷ số bóng này đã là tương đối cách biệt. Ngay lập tức có sự điều chỉnh của cầu thủ U7 Nepal. Cầu thủ vào sân đó là Darami. Cầu thủ mang áo số 17 Saros vào sân. Thực tế những gì đã diễn ra cho tới lúc này có thể thấy là U7 Nepal đang khá lép vế với chúng ta. Đức Thiện, vẫn là Đức Thiện đang ngang. Vừa rồi thì tốc độ của Đức Thiện đã tốt hơn và tình huống đưa bóng vào trong của Đức Thiện dành cho Hoàng Sơn cũng là một tình huống tương đối tốt. Rất đáng tiếc là Hoàng Sơn đã có một tình huống đệm lòng không như ý.
xem lại pha bóng này. Vừa tương đối hay giữa Đức Thiện và Hoàng Sơn. Và nếu cứ chơi như thế này thì rõ ràng là việc chúng ta ghi thêm được nhiều bàn thắng nữa vào lưới của U7 Nepal là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và cũng phải tránh những tình huống tranh cãi, những pha va chạm không cần thiết giống như tình huống xử lý của Vy Thượng. Long Vũ hơi chậm một chút và sau đó là một đường truyền khá vô duyên. Một tình huống khá giống với Vy Đình Thượng nhưng Lê Đình Long Vũ đã không có được sự lựa chọn tốt nhất ở quyết định cuối cùng của mình. Đội Việt Nam đang rất tích cực đẩy cao đội hình và pressing tầm cao với đối thủ. Nhưng vừa rồi là một tình huống pressing không đồng bộ và bây giờ sẽ là cơ hội tấn công dành cho U7 Nepal. Thapa, đường truyền rất ẩu của Thapa. Bên trái đó là Văn Nam. Vẫn là Văn Nam. Không được. Vẫn sẽ có một tình huống ném biên cho các cầu thủ U7 Việt Nam. Văn Nam đã có tình huống xử lý không thực sự tốt, nhưng trước đó cũng phải nói thêm rằng đường truyền của Đức Thiện thiếu cảm giác. Đường truyền không tạo ra được một thế tấn công thuận lợi cho Phùng Văn Nam. Nói rằng đây là một trận đấu mà các cầu thủ trẻ của chúng ta cần phải thực hiện nhiều hơn những tình huống phối hợp để tránh đi những tình huống va chạm không cần thiết. Nam. Rồi. Người vừa dứt điểm đó là Long Vũ. Vẫn là một trong những tình huống thi đấu tương đối năng nổ của Đức Thiện. Công Phương. Văn Thành, Văn Nam, các bạn thân mến, như đã nói, ngoài việc đang tường thuật trực tiếp trên truyền hình với kênh duy nhất là On Sport News, thì các nền tảng live stream cũng như là truyền trực tiếp của chúng tôi trên các hệ thống của hệ sinh thái thể thao VTV Cup cũng đang có được lượng người xem rất tốt. Trên luồng livestream của Facebook Osport đang có tới hơn 10.000 người xem trực tiếp. Trên kênh YouTube của Osport Plus có tới gần 80.000 người đang trực tiếp theo dõi trận đấu này. Nó cho thấy được sức hút của các chàng trai U7 Việt Nam là rất lớn. Sau lượt đấu đầu tiên, khi tuyển U7 Việt Nam có được màn trình diễn khá ổn với U7 Đài Bắc Trung Hoa, thì đội bóng do viên Quốc Tuấn dẫn dắt cũng đã thu hút được sự quan tâm của truyền thông. Những cầu thủ đã chơi hay trong trận đấu đó như Lê Phát hay là thủ môn Bảo Ngọc cũng đã nhận được sự quan tâm của rất đông khán giả hâm mộ. Và vậy thực sự Nepal vẫn chưa thể lên bóng. Tình huống hiếm hoi mà Phạm Đình Hải đã được hoạt động trong khu vực cấm địa của U7 Việt Nam và anh cũng làm việc khá tốt. Là Hoàng Sơn. Đây có thể thấy là thể hình và thể lực của các cầu thủ trẻ Nepal không tốt bằng các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa. Và can thiệp tốt của Hữu Trọng. Rồi thì Hữu Trọng đã có tốc độ tốt hơn so với tiền đạo của U7 Nepal. Tại khu vực bảng F thì U17 Nepal là đội bóng duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào. Long Vũ. Và đột phá của Long Vũ. Trận đấu vẫn tiếp tục. Liên tiếp là những pha bay xoạc
của các cầu thủ trẻ Nepal và sẽ cần phải có những sự nhắc nhở đến từ trọng tài chính ông Hiroki. Ông Hiroki là trọng tài đã bắt rất nhiều những trận đấu tại J-League và là một trọng tài cực kỳ chất lượng. Chúng ta đang được xem lại tình huống thoát đi rất hay của Lê Đình Long Vũ. Và có vẻ như cũng đã có tình huống vấp chân của Long Vũ khi có sự can thiệp của các cầu thủ phòng ngự đến từ U7 Nepal. Rất giống với tình huống chúng ta nâng tỷ số lên 2-0. Và người đá phạt trực tiếp tiếp tục đó là Vi Đình Thượng. Cầu thủ chơi cả hai chân đều rất ấn tượng. Vi Đình Thượng nguy hiểm. Vẫn là sự kiểm soát của các cầu thủ đội bóng áo đỏ. Lê Ngọc Hưng mở bóng khá thoáng, vẫn là Vi Đình Thượng qua người rất ngọt. Tiếp tục sẽ có được một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Sức ép vẫn đang được tạo ra rất lớn về phía U7 Nepal. Vừa rồi thì đã có một tình huống va chạm không bóng giữa Đức Thiện và cầu thủ bên phía U7 Nepal. Và sau khi bóng ra ngoài sân thì trọng tài đã ngay tức nhắc nhở những cái đầu nóng của các cầu thủ trẻ. Có một điều mà huấn luyện viên Quốc Tuấn cũng cần tính đến, đó là việc thử nghiệm những gương mặt mới và đặc biệt là giữ chân cho các trụ cột. Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những tình huống vào bóng có phần ác ý của U7 Nepal với những tình huống soạt rất nguy hiểm. Đình Thượng. Trận đấu thì vẫn còn rất nhiều thời gian nữa, nhưng với những gì mà cao thủ chúng ta đang thể hiện và với một tỷ số như thế này thì lúc này cũng có thể khẳng định rằng ngôi vị đầu bảng thực tế dường như chắc chắn đã nằm trong tay của chúng ta. So với các cầu thủ U7 Đà Bắc Trung Hoa thì có thể nhận thấy rằng kỹ năng thi đấu về cá nhân của các cầu thủ trẻ bên phía Nepal có phần đuối hơn so với Đà Bắc Trung Hoa. Cầu thủ của chúng ta thực hiện những tình huống qua người một cách tương đối dễ dàng. Hoàng Sơn. Chắc trong pha bóng vừa rồi. Nhưng đó là một pha phối hợp rất đáng khen của các cầu thủ U17 Việt Nam. Tình huống phối hợp theo phong cách của bóng đá hiện đại, đường tạt sớm. Chỉ tiếc là Lê Đình Long Vũ thì lại không có được sự nhạy cảm về việc chọn vị trí mà thôi. Xem bóng đá châu Âu và xem bóng đá thế giới thì chúng ta được chứng kiến rất nhiều những tình huống tạt sớm như vừa rồi. Nhưng tiền đạo phải di chuyển cách rất thông minh để phá bẫy việt vị. Và nếu như phá được bẫy việt vị thì họ sẽ có cơ hội rất lớn để có thể băng xuống và để bóng cận thành. Lê Ngọc Hưng. Vi Đình Thượng. Đình Thượng đang như một cỗ máy hoạt động liên tục và bền bỉ bên phía hành lang cánh trái. Đường bóng của thủ môn U7 Nepal vẫn là một sự phòng ngự lúng túng. Cơ hội dành cho U7 Nepal nhưng mọi thứ là hết sức khó khăn, ngay cả việc kiểm soát bóng và dẫn bóng cũng là một thử thách đối với đội bóng U7 Nepal. Công Phương việt vị mất rồi. Bùi Hoàng Sơn có tình huống di chuyển hơi sớm và đường truyền của Công Phương cũng chưa thực sự chất lượng. Công Phương là cầu thủ khá đa năng của U7 Việt Nam, rất tích cực di chuyển nhưng khả năng truyền bóng cũng sẽ là một vấn đề mà Công Phương cần phải cải thiện để tốt hơn trong tương lai. Vi Đình Thượng, vẫn là Vi Đình Thượng, 4-0. Có vẻ như đó là tình huống dứt điểm của Long Vũ. Long Vũ đã có được bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay và hy vọng rằng bàn thắng này sẽ giải tỏa được những tâm lý không thực sự tốt của cầu thủ này trong hai trận đấu vừa qua.
Long Vũ là tiền đạo xuất sắc của U16 Việt Nam tại giải đấu Đông Nam Á, nhưng màn trình diễn của anh trong những phút vừa qua và trong trận đấu trước là chưa thực sự ấn tượng. Nhưng trong vòng thắng vừa rồi thì Long Vũ đã thể hiện mọi phẩm chất tốt nhất của mình, tốc độ, khả năng lướt đi một cách rất nhanh cùng với bóng, và cùng với đó là kỹ năng dứt điểm. Tất nhiên áp lực đến từ đối thủ không quá lớn, nhưng pha dứt điểm vừa rồi, sự lựa chọn cũng như là khả năng di chuyển dẫn bóng của Long Vũ là rất đáng khen. Công Phương cũng đã có được một đường chuyền tốt, tình huống nghiêng người sửa lòng kỹ thuật của Lê Đình Long Vũ. Có lẽ vào lúc này thì cả hai đối thủ chúng ta gặp ở loạt trận đầu tiên cũng như là loạt trận thứ hai trong ngày hôm nay đều không phải là đối thủ có thể gây được khó khăn cho U17 Việt Nam. Và vào lúc này thì tuy trận đấu chưa hết nhưng chắc chắn rất nhiều những pha mộ Việt Nam đang chờ đợi một trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Và với kết quả như thế này thì rõ ràng đó sẽ là một trận đấu chắc chắn cao thủ Thái Lan sẽ thi đấu tấn công với chúng ta, cho dù họ phải thi đấu trên sân khách. Đây là những tình huống xử lý của Phùng Văn Nam. Phùng Văn Nam là gương mặt mới của U17 ở giải đấu năm nay. Nam đã không có mặt nhiều trong chiến dịch U16 Đông Nam Á. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của tiền đạo U17 Nepal với Phan Văn Thành. Lúc này thì Lò Tạo Sông Lam Nghệ An đang góp 3 cầu thủ trong đội hình chính của U17 Việt Nam. Với Đình Thượng, đến 80% tấn công của U17 Việt Nam đang được xuất phát từ bên phía cánh trái với sự năng nổ của Vi Đình Thượng và Lê Đình Long Vũ. Phút thi đấu thứ 32 và tỷ số đã là 4-0 rồi. Chắc chắn là hiệp 2, Vinh Quốc Tuấn sẽ có những sự điều chỉnh. Lịch thi đấu của các cầu thủ U17 cũng tương đối khắc nghiệt, 2 ngày một trận với cường độ rất cao. Thế thì lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại bảng F khi thi đấu trên sân nhà là tương đối thuận lợi khi chúng ta gặp các đối thủ được coi là yếu trước, đó là Đài Bắc Trung Hoa cũng như là Nepal. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ có được những lợi thế nhất định trong lượt trận cuối cùng gặp cao thủ Thái Lan. Với kết quả như thế này thì rõ ràng chúng ta chỉ cần một kết quả hòa trước U17 Thái Lan là chúng ta sẽ có được ngôi vị đầu bảng F. Nhưng đương nhiên khi thi đấu trên sân nhà với khán giả nhà thì đó sẽ không phải là mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Các cấp độ đội trẻ của Thái Lan trong thời gian gần đây khi đối đầu với các cấp độ trẻ của Việt Nam thì họ thua khá nhiều, cụ thể là 7 lần đối đầu gần nhất thì các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã thua 6 và chỉ hòa 1. Điều đó đã khiến cho các cầu thủ trẻ của Thái Lan thực sự rất quyết tâm khi đối đầu với Việt Nam. Tiếp tục là một tình huống đá phạt dành cho U17 Việt Nam. Trước bóng đó là đội trưởng Công Phương. Liệu có một tình huống trả ngược nữa hay không? Công Phương không được, tình huống cắt mặt đánh đầu không thành công của đội bóng áo đỏ. Đường chuyền hay, dứt điểm. Không phải, đó là một đường chuyền ngang, bóng tung người bóng điểm Công Phương không vào. Rồi làm cú đối đá nối rất nhanh của Phùng Văn Nam, nhưng rất tiếc là bóng đã không đi trúng đích. Liên tục là những tình huống vây ép của đội bóng áo đỏ, rồi làm tình huống xâm nhập nhanh của Công Phương. Cú đá cuối cùng của Phùng Văn Nam khá đẹp mắt nhưng lại đưa xe bóng đi chệch cột dọc. Phùng Văn Nam đã từng được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc của thế hệ sinh năm 2006 của Lò Tạo Sông Lam Nghệ An. Nhưng lúc này thì Nam đang thi đấu hậu vệ biên phải.
Việt Nam cũng đã từng đạt được danh hiệu vua phá lưới của giải đấu U11 được tổ chức năm 2017. Rõ ràng là những năm gần đây thì trung tâm đào tạo trẻ của Sơn La Nghệ An thực sự đã có những giải đấu vô cùng ấn tượng từ các cấp độ, từ U11 cho tới U17. Long Vũ. Lên bóng dành cho cao thủ Nepal. Không được. Trận đấu quá nhàn nhã của thủ thành Phạm Đình Hải, thủ thành của U17 Hà Nội. Phạm Đình Hải là thủ môn chính thức của U16 Việt Nam tại giải đấu U16 Đông Nam Á. Giải đấu đó thì Đình Hải cũng đã thi đấu tốt, nhưng ở vòng chung kết của U17 quốc gia vừa rồi thì Đình Hải đã thi đấu không thực sự ổn định, và thậm chí có những trận đấu bị mất vị trí số 1 vào tay của Vinh Quang. Bây giờ thì Đình Hải đang gặp một sự thách thức rất lớn đến từ thủ môn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu đầu tiên U17 Việt Nam gặp U17 Đài Bắc Trung Hoa. Hữu Trọng đường truyền hay, Phùng Văn Nam, vẫn là Phùng Văn Nam, không được. Công Phương, khả năng chọn vị trí và phòng ngự từ xa của Công Phương là khá tốt. Ngọc Hưng, mọi thứ đều đang có được kết quả rất rõ ràng với những bàn thắng, với những lợi thế nghiêng về phía U17 Việt Nam. Điều khiến tôi tò mò lúc này là ban luyện của đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có những sự tính toán như thế nào trong khoảng thời gian tới của hiệp 2. Vừa rồi là một tình huống xử lý không thực sự tốt của Đức Thiện. Di chuyển thì rất hay. Và chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đức Thiện cũng đã bị thổi việt vị, nhưng sự lựa chọn và quyết định cuối cùng của Đức Thiện trong pha bóng này là không thực sự hợp lý. Lẽ ra phải là một đường truyền bằng đầu hướng về phía cột 2, nơi có một đồng đội đang đứng lẻ loi ở đó, đúng không ạ? Bóng đã rung lưới khung thành của thủ môn Phạm Đình Hải, nhưng chưa có bàn thắng cho người Nepal. Nhưng đó cũng sẽ là một pha bóng khiến cho hàng thủ U17 Việt Nam giật mình. Raibata chính là cầu thủ có pha dứt điểm đầu tiên của U17 Nepal về phía khung thành của U17 Việt Nam. Phạt góc cho U17 Nepal. Đánh đầu vẫn còn. Kari Lap Sam, không được. Đây là Hoàng Sơn. Và lên tấn công của trung vệ lệch phải. Và lên rất cao của Trung Nguyên, không phải là của trung vệ lệch phải Văn Thành. Nhìn Đức Thiện thi đấu thì có vẻ như thấy cầu thủ này có một chút gì đó nôn nóng anh Nam ạ, một chút gì đó rất muốn ghi bàn. Thực ra Đức Thiện là một cầu thủ tốt trong những tiền đạo tiềm năng của lứa tuổi U16. Vấn đề của Đức Thiện lúc này đang là yếu tố tâm lý. Có vẻ như Thiện đang hơi bị sức ép đè nặng và đang có mong muốn khát khao thể hiện mình quá lớn, diễn đến việc cầu thủ này không có được sự tự tin trong những pha xử lý cá nhân. Và với cá nhân tôi thì đó là một điều hết sức bình thường đối với các cầu thủ trẻ. Quan trọng là lúc này chúng ta vẫn đang nhìn thấy được sự cố gắng, sự nỗ lực của Đức Thiện trong từng pha bóng, trong từng bước chạy. Và cũng giống như Lê Đình Long Vũ, chỉ cần có được một bàn thắng giải tỏa thôi, tôi tin rằng phong độ của Đức Thiện sẽ tốt hơn rất nhiều.
phút thứ 40 của trận đấu và tỷ số đang là rất cách biệt cho U17 Việt Nam. Đây là thành phần của ban huấn luyện U17 Thái Lan, chắc chắn họ sẽ xem rất kỹ càng trận đấu này. Chắc chắn là ban luyện của U17 Việt Nam cũng đã ngồi sân từ thời điểm 16 giờ và theo dõi rất kỹ màn trình diễn của U17 Thái Lan trong cuộc đối đầu với U17 Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu mà Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Tôn Na Wan và một bàn thắng của tiền vệ trái Phong Pech. Nghe nói thì tại giải đấu hôm nay thì U17 Thái Lan đã có một sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng. Theo thông tin chúng tôi có được thì họ đã gọi dường như là tất cả những cầu thủ được coi là tốt nhất ở thời điểm hiện tại ở lứa tuổi U17. Những cầu thủ thậm chí đang được đăng ký trong danh sách thi đấu của các đội đang chơi tại Thái League. Lỗi việt vị của Vi Đình Thượng. Chính xác của các trợ lý trọng tài. Phút thi đấu thứ 42 và tỷ số lúc này đang là 4-0 nghiêng về phía U17 Việt Nam. Một trận đấu mà U17 Việt Nam chỉ cần thắng lợi với cách biệt 2 bàn là sẽ có được ngôi vị đầu bảng, nhưng chúng ta đang làm tốt hơn thế với 4 bàn thắng chỉ trong hiệp đấu đầu tiên. Vẫn chưa thể triển khai bóng và những tình huống triển khai bóng của họ thì thường không quá được 3 nhịp. Khả năng kiểm soát bóng của người Nepal là rất yếu. Hoàng Sơn. Chính xác là ở những trận đấu như thế này ta không cần phải có những tình huống phạm lỗi, chỉ cần đeo bám một cách tích cực thôi thì các thủ Nepal chắc chắn là sẽ để mất bóng. Đình Thượng, Trung Nguyên, Công Phương. Biên cho cao thủ Việt Nam. Phần xử lý có thể nói là khá non của tiền vệ số 14 Tham Hạ. Rõ ràng bóng đá bất chân từ đội bên phía đội Việt Nam thì cầu thủ này vẫn nỗ lực cứu bóng và cuối cùng chúng ta lại được một quả ném biên. Những phút cuối hiệp một thì rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang giảm như vậy của trận đấu và có vẻ như là đã hài lòng với những gì đã có trong khoảng thời gian thi đấu này. 4-0 là quá đủ. U17 Việt Nam sẽ có những toàn tính kỹ hơn trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Lúc này trên băng ghế dự bị của U17 Việt Nam vẫn còn những gương mặt hết sức chất lượng như Lê Phát hay Lê Nguyễn Quốc Kiên, trung vệ đến từ PVF
có Hoàng Anh, một cầu thủ đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu đầu tiên và đã chơi rất hay, thậm chí là ghi bàn. Tôi thì lại khá tin tưởng vào việc trong hiệp thứ hai, tiền đạo vào số 10 Nguyễn Đăng Khoa sẽ được huấn luyện viên Quốc Tuấn cho thử sức tại giải đấu năm nay. Tỷ số tương đối an toàn và sẽ là cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu tại vòng loại U7 ở khu vực bảng F năm nay. Vì rõ ràng trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan sẽ là một trận đấu mà ít có cơ hội cho các cầu thủ được coi là dự bị của U7 Việt Nam. Tapa. Có 3 phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Vẫn là Văn Nam, Hoàng Sơn, Ngọc Hưng và mở cánh chính xác. Ngọc Hưng của Hoàng Sơn. Đây là lúc mà chúng ta cần phải thực hiện nhiều hơn những tình huống phối hợp nhanh và ít chạm, để nói để tránh những va chạm và chấn thương không cần thiết và không đáng có, vì đây là một trận đấu mà chúng ta đã có được cách biệt rất an toàn. Này thì thực tế U7 Nepal chưa có được bất kỳ một tiếng dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của U7 Việt Nam cả. Công Phương, Viên Đình Thượng, Long Vũ, vừa rồi là một tình huống mà trọng tài đã xử lý chưa thực sự chính xác, bóng đá chạm chân cầu thủ phòng ngự bên phía U7 Nepal đi hết đường biên dọc chứ không phải là chạm chân Long Vũ. Bù giờ thứ 3 rồi, trận đấu sẽ còn được tính bằng giây mà thôi. Một hiệp đấu có thể nói là khá hoàn hảo dành cho U7 Việt Nam. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm, có được một thế trận hợp lý và hiệu quả. Và ngày hôm nay có cảm giác rằng các cầu thủ U7 Việt Nam cũng đã có được sự thanh thoát và sự tự tin hơn với những màn trình diễn về các phong độ cá nhân. Phan Văn Thành, Phùng Văn Nam, Hữu Trọng thoát pressing rất bình tĩnh của đội bóng áo đỏ. Hoàng Sơn, Đức Thiện di chuyển sớm và rơi vào vị trí việt vị. Và đúng lúc này thì trọng tài đã kết thúc thời gian thi đấu hiệp đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 4-0 với những bàn thắng của Công Phương, Bùi Hoàng Sơn.
chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến trong hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa U17 Nepal và U17 Việt Nam. Kết thúc hiệp đầu tiên thì tỷ số tạm thời đang là 4-0 thuộc về các cầu thủ trẻ của chúng ta, với các bàn thắng bất thành công của đội trưởng Công Phượng, Nguyễn Đình Phượng, Hoàng Sơn và Lê Đình Long. Đã có những sự thay đổi người ngay trong hiệp thi đấu thứ hai của huấn luyện trưởng Quốc Vân, Huỳnh Văn Danh và Đàm Trọng Phúc là hai cái tên được tung vào sân. Văn Nam, Công Phương và cả Hoàng Anh nữa. Như vậy là có 3 sự thay đổi người đến từ tuyển U17 Việt Nam ngay trong đầu hiệp thi đấu thứ hai. Và rõ ràng đây là một điều đã được dự đoán trước. Cả 3 cầu thủ mới vào sân của đội tuyển U17 Việt Nam cũng đều là những người đã xuất hiện trong hiệp 2 của đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Đài Bắc Trung Hoa. Và họ đã chơi khá tốt ở hiệp 2 của trận đấu đó. Và đó cũng là lý do để ngày hôm nay họ được xuất hiện một cách sớm hơn. Đây là một sự tính toán có chủ đích của ban luyện U17 Việt Nam, giữ sức cho những trụ cột như Công Phương, Bùi Hoàng Sơn hay Phùng Văn Nam, và cùng với đó là tạo điều kiện để những cầu thủ ít thi đấu có được cơ hội để trải nghiệm. Nói vào hôm nay thì chủ vệ là trái của tuyển Việt Nam đó là Trung Nguyên đã phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu gặp U17 Thái Lan. Và đó cũng chính là điều mà ban luyện chúng ta cần phải có những sự toan tính. Nhìn vào những gì mà các cầu thủ trẻ Nepal thể hiện trong hiệp 1 thì rõ ràng việc ghi bàn vào lưới của U17 Việt Nam là một điều thực sự rất khó. Nếu lúc này chúng ta cần làm có lẽ là thực hiện những tình huống phối hợp nhanh, nhỏ, ít chạm, không cần phải có những tình huống đi bóng quá nhiều để vượt qua số đông các cầu thủ phòng ngự bên phía Nepal, để tránh đi những sự va chạm, chấn thương không cần thiết trong trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người, cầu thủ mang áo số 12 Phùng Văn Nam rời sân, số 14 Huỳnh Văn Danh vào sân, số 6 Công Phương rời sân. Sau khi Công Phương rời sân thì cầu thủ đang đeo băng đội trưởng của U17 Việt Nam là Hữu Trọng. Hữu Trọng cũng là trung vệ đội trưởng của U17 Sài Gòn, đội bóng đã thi đấu rất hay tại vòng chung kết U17 quốc gia năm nay và giành được ngôi vị Á quân. U17 Sài Gòn của Hữu Trọng đã thi đấu tốt trong trận đấu chung kết với U17 PVF, nhưng với sự đồng đều hơn thì U17 PVF đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 và lên ngôi vô địch ở giải đấu đó. Đức Thiện lúc này đang là tiền đạo chơi cao nhất trong sơ đồ 3-4-3 của huấn luyện viên Quốc Tuấn. Quan điểm cá nhân là đến giờ phút này huấn luyện viên Quốc Tuấn vẫn sử dụng Đức Thiện lại là một quyết định khá hợp lý. Bởi vì cho dù Đức Thiện chưa đạt được phong độ cao nhất, nhưng lúc này điều Đức Thiện cần là một bàn thắng để có thể giải tỏa. Và hy vọng điều đó sẽ đến trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2, khi Thiện đang tiếp tục được huấn luyện viên Quốc Tuấn tạo cơ hội. Như nói thì Thiện là một tiền đạo có những kỹ năng tương đối tốt, sức mạnh, tốc độ và thể hình tương đối ấn tượng. Chỉ cần anh có một chút giải tỏa và sự kết hợp tốt hơn với các đồng đội. Đường chuyền của Đàm Trọng Phúc, tình huống xử lý bóng khống chế rất hay của Đức Thiện. Nhưng rất tiếc là vừa rồi thì anh đã thiếu đi sự hỗ trợ của các đồng đội. Hoàng Anh. Đức Thiện đã hơi giật mình khi mà đường chuyền của Hoàng Anh là bất ngờ. Hoàng Anh cũng là một cầu thủ đến từ PVF. Anh cũng đã được vào sân ở hiệp 2 trong cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Đá Bắc Trung Hoa. Thi đấu ấn tượng và thậm chí là đã ghi được bàn thắng. Vẫn là một thế trận quen thuộc. Nepal thực tế rất khó lên bóng và ngay cả việc kiểm soát bóng thôi cũng làm điều hết sức khó khăn với đội quân của huấn luyện viên Ujan Sreta. Hoàng Anh
Anh là cầu thủ gốc Hưng Yên và cũng đã gia nhập lò đào tạo PVF từ khi còn rất nhỏ. Hoàng Anh là đồng đội cùng với Lê Phát đã từng thi đấu trong màu áo của U1 Hưng Yên và giành được huy chương bạc. Lê Ngọc Hưng. Lúc này thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của U7 Việt Nam đang là Lê Ngọc Hưng và Đàm Trọng Phúc. Ở mùa giải U17 quốc gia vừa rồi thì Lê Ngọc Hưng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm trong đội hình U17 PVF. Không được. Bóng không đến được vị trí của Long Vũ. Vi Đình Thượng. Phan Văn Thành. Ngọc Hưng. Cầu thủ U17 Việt Nam vẫn đang bình tĩnh kiểm soát bóng và kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương. Trận đấu mà U17 Nepal đã bố trí sơ đồ được coi là 5-4-1 khi đối đầu với các cầu thủ của chúng ta. Nhưng có lẽ việc sau trận đấu đầu tiên gặp U17 Thái Lan thì thể lực của Nepal cũng đã xuống rất nhiều. Ngày hôm nay thì họ đã bị thủng lưới rất sớm. Điều đó đã khiến cho các cầu thủ trẻ của Nepal đã bị vỡ trận ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đàm Trọng Phúc. Việt Vị mất rồi. Đó là một tình huống di chuyển thiếu quan sát và thiếu đi sự nhạy cảm vị trí của Đức Thiện. Nhưng có lẽ là trong pha bóng này thì trợ lý trọng tài số 2 đã mắc sai lầm. Vị trí của Đức Thiện vẫn còn đứng cao hơn so với hậu vệ cuối cùng là cầu thủ hậu vệ biên trái của U17 Nepal. Rõ ràng trong một thế trận như thế này thì với việc các trợ lý biên có những tình huống xử lý như vừa rồi cũng là điều tương đối dễ hiểu. Cách biệt đã là rất lớn dành cho U17 Việt Nam. Này thì cả 10 bảng đấu của các vòng loại cũng đã đều diễn ra các trận đấu. Và như đã nói thì với việc các bảng đấu đã không thi đấu cùng thời gian với nhau thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải hướng tới ngôi vị đầu bảng một cách chắc chắn nhất để có thể góp mặt ở vòng chung kết vào năm 2023. Hôm nay thì đội chủ nhà của vòng chung kết vẫn chưa được xác định. Lê Ngọc Hưng. Sau khi Công Phương rời sân thì vai trò của Lê Ngọc Hưng đã được thể hiện một cách rõ rệt hơn. Tiếp tục lại là một tình huống việt vị khác của Đức Thiện. Rất nhiều những đường chuyền, rất nhiều những sự cố gắng của các đồng đội đang được hướng đến vị trí của tiền đạo áo số 18 bên phía U7 Việt Nam. Như Quốc Hưng đã chia sẻ thì những bảng đấu của vòng loại U7 đang diễn ra một cách rất sôi nổi và hấp dẫn. Một trong những đội bóng nổi bật của Đông Nam Á là U17 Indonesia. Đội bóng đã vượt qua U16 Việt Nam trong trận chung kết U16 Đông Nam Á diễn ra cách đây vài tháng, cũng đã có được sự khởi đầu rất tốt với chiến thắng 3-2 trước U17 của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tôi đã được may mắn bình luận trận đấu chung kết giữa U16 Việt Nam và U16. Nguy hiểm. Vẫn là một tình huống xử lý thiếu may mắn của Đức Thiện. Đức Thiện đã di chuyển thông minh và nhận được đường truyền của các đồng đội. Nhưng có vẻ như là trong nỗ lực không chơi bóng thì Thiện đã để bóng chạm tay. Đây là một pha bóng mà Thiện đã phá được bẫy Việt Vị và băng xuống để đối mặt với thủ môn của U17 Nepal. Chúng ta đang nói về sức mạnh của U16 Indonesia.
Một đội bóng có thể nói là thi đấu rất ấn tượng tại giải đấu U16 Đông Nam Á. Giải đấu mà đây là một tình huống mà Đức Thiện đã bị thổi phạt oan. Tình huống không chế bóng bằng ngực của Đức Thiện nhưng lại bị trọng tài chính quan sát nhầm và cho rằng dùng tay chơi bóng. Hoàng Anh. Ở khu vực bảng B, khu vực có sự có mặt của U17 Indo thì không những là sự xuất sắc của Indonesia, và ngày hôm nay thì U17 Malaysia cũng đã giành chiến thắng 1-0 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cũng là những tỷ số và kết quả vô cùng ấn tượng của các đại diện đến từ Đông Nam Á. Và hôm nay thì chính Malaysia mới là đội đang dẫn đầu khu vực bảng B. Malaysia đã thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 1-0. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay. Điều đó phần nào cho thấy là các đội trẻ trong khu vực Đông Nam Á cũng đã có những sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho giải đấu U17 năm nay. Ở giải đấu U16 Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam đã gặp U16 Thái Lan ở trận đấu bán kết. Và ở trận đấu đó thì chúng ta đã vượt qua đối thủ một cách tương đối dễ dàng với tỷ số 2-0 nhờ những bàn thắng của Công Phương và tiền đạo Trọng Tuấn. Trọng Tuấn thì đợt này đã không thể có mặt cùng với U17 Việt Nam. Công Phương thì vẫn đang là đội trưởng của đội bóng này. Nhưng rõ ràng là giải đấu U16 Đông Nam Á với vòng loại U17 châu Á sẽ là những đấu trường hết sức khác nhau. Và đặc biệt đối với U17 Thái Lan, thất bại của họ ở U16 Đông Nam Á sẽ là một liều thuốc để khiến cho họ trở lại một cách mạnh mẽ và quyết tâm hơn. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ diễn ra sau đây 2 ngày, sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn. Như nói thì tất cả các trận đấu của U17 Việt Nam tại vòng loại bảng F năm nay sẽ diễn ra vào khung giờ 19 giờ. Hôm nay thì tốc độ của trận đấu đã được giảm đi đáng kể so với những phút đầu tiên của hiệp 1. Đây là điều dễ hiểu thôi. Đây là tỷ số tương đối an toàn đã giúp cho chúng ta có được ngôi vị đầu bảng F. Và chúng ta cần phải tránh những điều không cần thiết, đó là chấn thương và các thẻ phạt. Nghe nói đây là lúc mà các cầu thủ trẻ của chúng ta cần thực hiện một lối chơi phối hợp nhiều hơn, ít chạm và có tốc độ cao hơn trong những tình huống phối hợp. Văn Danh, Trung Nguyên, pha xử lý của Lê Đình Long Vũ. Rõ ràng là sau khi thay những cầu thủ trụ cột trong đội hình thì U17 Việt Nam cũng đang có những sự sộc sạch. Đàm Trọng Phúc là một tiền vệ trung tâm tốt nhưng so với khả năng cầm nhịp, khả năng điều tiết trận đấu vẫn còn có khoảng cách nhất định so với Công Phương. Đức Thiện, tốc độ của Đức Thiện rất đáng khen, vẫn là Đức Thiện đang quan sát bên trong. Đường truyền không hướng được đến vị trí của Hoàng Anh và sau đó là tình huống dứt điểm hơi vội của Đàm Trọng Phúc. Vừa rồi là nỗ lực đáng khen của Đức Thiện trong việc giành bóng và thoát đi với một tốc độ cao. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có lẽ đây là điều mà huấn luyện viên Quốc Tuấn thích ở Đức Thiện, đó là những bước chạy và những tình huống bứt phá tốc độ. Trong hiệp 1 thì cũng một lần Đức Thiện đã phối hợp và đưa được trái bóng tới cho Hoàng Sơn. Rất tiếc trong pha bóng đó thì Hoàng Sơn đã có một tình huống dứt điểm không trúng đích. Điểm hiện tại thì U17 Việt Nam đang là đội bóng xếp đầu bảng của bảng F vòng loại U17 châu Á. Và vừa rồi là một tình huống tranh chấp không đáng có của Hoàng Anh.
cho dù là U7 Việt Nam được hưởng quả phạt này, nhưng tình huống tranh chấp và tình huống văng tay vừa rồi của Hoàng Anh cũng là một điều mà chúng ta cần phải tuyệt đối tránh. Lê Đình Long Vũ. Tình cắt bóng là của Hữu Trọng. Hoàng Anh. Pha bóng mà đội trưởng Hữu Trọng đã cắt bóng và nghe tức dâng cao để hỗ trợ tấn công. Hữu Trọng được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng bố mẹ thì lại là người Quảng Nam. Và khi mới gia nhập năng khiếu nghiệp vụ Thành phố Hồ Chí Minh ở năm 2018 thì Hữu Trọng được lựa chọn chơi ở vị trí tiền đạo. Nhưng dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia đến từ Học viện Lyon thì Hữu Trọng đã được trả về vị trí trung vệ. Và ở vị trí này thì Trọng đang phát huy rất tốt vai trò của một cầu thủ phòng ngự, thể hình tốt và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự cũng khá ổn. Trung Nguyên. Một chuyển quá nhẹ của Trung Nguyên. Ngày hôm nay thì vị trí phòng ngự của Trung Nguyên đã không gặp nhiều áp lực. Trận đấu với U7 Đài Bắc Trung Hoa thì vị trí phòng ngự của Trung Nguyên cùng với Phan Văn Thành là những điểm mà đội bóng Đài Bắc Trung Hoa đã khai thác và họ đã có một số cơ hội. Nhưng đó là trận đấu mà Bảo Ngọc cũng đã thi đấu xuất sắc với những tình huống ra vào hết sức hợp lý. Hoàng Anh. Vẫn là Hoàng Anh. Sẽ không có quả phạt dành cho U7 Việt Nam mà là một quả phát bóng dành cho U7 Nepal. Chắc chắn là vào hôm nay những cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 đó là Trọng Phúc, Văn Danh và Hoàng Anh sẽ rất nỗ lực để chứng tỏ được khả năng, đặc biệt là khả năng cá nhân của mình. Đối thủ thì cũng không quá mạnh và tâm lý vào hôm nay thì hết sức thoải mái rồi. Hoàn toàn có thể tự thể hiện được những gì coi là tốt nhất của mình. Và chắc chắn đó cũng sẽ là trường hợp của tiền đạo Đức Thiện. Và cá nhân tôi thì rất mong cho Đức Thiện sẽ có được bàn thắng đầu tiên của mình tại vòng loại U17 năm nay. Tỷ lệ kiểm soát bóng đang nghiêng hoàn toàn về các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Long Vũ. Đây có lẽ cũng là một trận đấu tương đối nhàn nhã của ban huấn luyện bên phía U17 Việt Nam. Và có thể thấy là trợ lý huấn luyện viên Quang Hải cũng không phải chỉ đạo quá nhiều. Trung Nguyên. Văn Thành. Ngay cả ba trung vệ chúng ta cũng thường xuyên có mặt bên phần sân của cao thủ Nepal. Nhưng cũng có thể thấy là ban luyện chúng ta cũng rất khắt khe với những đường truyền bóng lỗi của cao thủ U17 Việt Nam. Như nói thì đối thủ của chúng ta sẽ là U17 Thái Lan. Và đương nhiên khi thi đấu một trận đấu quan trọng, trận đấu cuối cùng tại vòng loại khu vực bảng F, chúng ta cần phải cẩn trọng hơn với những đường truyền cuối cùng. Vì đương nhiên là Thái Lan sẽ rất khác so với U17 Đài Bắc Trung Hoa cũng như là Nepal. Một đội bóng được chuẩn bị kỹ lưỡng và có chất lượng hơn rất nhiều so với hai đối thủ mà chúng ta đã và đang gặp tại giải đấu năm nay. Trong trận ra quân thì U17 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Khá hay, Văn Danh căng ngang, không được. Đường chuyền không tốt của Huỳnh Văn Danh, một tình huống thoát đi rất hay của cầu thủ mang áo số 14. Nhưng đường chuyền căng ngang vào trong thì lại hơi dở. Đầy đủ không gian và thời gian
nhưng Văn Danh lại thực hiện đường chuyền vướng vào chân cầu thủ phòng ngự bên phía U17 Nepal. Lẽ nếu, ra nếu như là một đường chuyền một chạm vào khoảng trống thì sẽ tốt hơn. Văn Danh đã có lỗi của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Một quả phạt trực tiếp dành cho U17 Việt Nam. Góc sút thì hơi hẹp nhưng khoảng cách thì rất gần. Điểm phạt nằm ngay gần vạch 16m50. Huỳnh Văn Danh là cầu thủ đến từ SHB Đà Nẵng. Lúc này thì U7 FB Đà Nẵng đang có 3 cầu thủ thi đấu trong đội hình của U7 Việt Nam là Trung Nguyên, Đức Thiện và Văn Danh. Đứng trước bóng đang là Đàm Trọng Phúc và Vi Đình Thượng. Trọng Phúc đã phạt khá khó hiểu của Trọng Phúc, có lẽ là một tình huống đá thẳng nhưng cú đá thì rất thiếu chính xác. Đúng như nhận định thì những cầu thủ được vào sân thay người trong hiệp 2 rất muốn chứng tỏ khả năng của mình. Và vừa rồi là tình huống đá phạt không thành công của Đàm Trọng Phúc. Trung Nguyên khá hay, Vi Đình Thượng chân trái không được, tình huống chạm bóng đầu tiên của Đình Thượng là không tốt. Đình Thượng có vẻ như đã gặp vấn đề về thể trạng, trận đấu mà cầu thủ cánh trái của chúng ta cũng đã di chuyển rất nhiều và lúc này là lúc mà thể lực của Đình Thượng cũng đã xuống rồi, anh đã bị chuột rút và rất có thể đây sẽ là sự thay đổi người tiếp theo của huấn luyện viên Quốc Tuấn. Và nên là sự thay đổi giữ sức cho Vi Đình Thượng cho trận đấu quyết định với U7 Thái Lan. Trước giải đấu này diễn ra thì Vi Đình Thượng đã gặp chấn thương nhẹ và cầu thủ của U7 Huế đã không thể góp mặt ở trận đấu đầu tiên. Tình huống di chuyển rất thiếu cảm giác của Lê Đình Long Vũ, đặc biệt là cảm giác không gian và quan sát hàng phòng ngự của đối phương. Đây là một trận đấu mà các cầu thủ của trẻ của chúng ta rất nhiều lần đã bị việt vị. Trên băng ghế dự bị của U7 Việt Nam lúc này có một cầu thủ có thể khả năng chơi ở bên phía hành lang cánh trái là hậu vệ biên trái Hoàng Minh Hợi, cầu thủ sinh năm 2007 đến từ lò đạo Sông Lam Nghệ An. Long Vũ, tốc độ của Long Vũ khá tốt nhưng trong pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ phòng ngự của U7 Nepal là người chủ động hơn. Lúc này thì 21 cầu thủ đang tập trung ở phần sân của U7 Nepal. Phần sân của Việt Nam lúc này chỉ còn mình thủ môn Đình Hải mà thôi. Ba trung vệ cũng đã tràn sang phần sân của đối phương. Trung Nguyên, Vi Đình Thượng. Văn Thành điều chuyển không đến được vị trí của Lê Ngọc Hưng. Nhưng Phan Văn Thành đã có một tình huống tranh chấp tốt. Lê Đình Long Vũ. Văn Danh, tốc độ của Văn Danh. Quả tạt. Bóng đã bị chặn lại bởi các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Long Vũ không được. Tình huống dứt điểm, kỹ thuật của Long Vũ lại đưa chéo bóng đi đúng vào người thủ môn của U7 Nepal. Trước đó là một tình huống giả sút quạt bóng khai của Lê Đình Long Vũ. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý rất gọn gàng và kỹ thuật của Lê Đình Long Vũ. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ điểm đến cuối cùng.
Nếu như đó là một cú đá hướng về phía góc xa thì đó sẽ là một bàn thắng rất đẹp của Lê Đình Ngọc Vũ. Và đúng như dự báo của chúng tôi, Nguyễn Đình Thượng đã được rút ra nghỉ. Và cầu thủ vào sân cũng là cái tên mà chúng ta đã từng đề cập, Hoàng Minh Hợi, cầu thủ sinh năm 2007, hậu vệ biên trái của đội tuyển U15 Sông Lam Nghệ An vô địch quốc gia, và cũng là cầu thủ thi đấu chính thức trong đội hình U17 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu vừa rồi. Thêm một cầu thủ 15 tuổi được ra sân trong đội hình U17 quốc gia. Thực hiện tiếp tục là Trọng Phúc. Quá xa để thực hiện một tình huống đá phạt trực tiếp. Bóng không đủ lực, chúng ta có thể nhìn thấy cái cách lấy đà của Đạp Trọng Phúc thực sự cũng không chỉn chu. Với cự ly gần 30m với tình huống đá phạt vừa rồi, nhưng Trọng Phúc chỉ lấy đà có một bước chân mà thôi. Vẫn là cao thủ người Nepal, người Việt vị. Có tới 3 cầu thủ của U17 Nepal ở vào vị trí Việt vị trong tình huống tấn công vừa rồi. Nhưng trước đó cũng là một pha xử lý lóng ngóng của hàng phòng ngự và thủ môn bên phía U17 Việt Nam, Hoàng Anh, Hoàng Minh Hợi. Căng ngang rất hay, không vào. Và người đã thiếu may mắn trong tình huống dứt điểm vừa rồi là Đức Thiện. Không có gì để chê trách quả tạt của Minh Hợi và tình huống băng vào dứt điểm của Đức Thiện. Chỉ có thể nói là đó là một pha bóng thiếu may mắn mà thôi. Đường căng ngang rất tốt và Đức Thiện cũng đã làm tốt nhất những gì có thể, di chuyển hay và thực hiện tình huống chuyển đổi hướng băng vào dứt điểm. Đúng là chỉ thiếu đi một chút may mắn, chỉ cần cú đá của Đức Thiện đi lệch khoảng vài găng tay thôi là sẽ có bàn thắng. Nhưng cũng phải nói thêm rằng đó là một tình huống phản xạ xuất thần của thủ môn Mốc Tàn. Rất nhiều lỗi việt vị của cao thủ chúng ta, cần phải nhịp nhàng hơn nữa trong những tình huống phối hợp, di chuyển và những người chuyền bóng. Khoảng trống phía sau lưng của hàng phòng ngự đá bắc của cầu thủ U17 Nepal là rất nhiều. Và chúng ta cần phải biết khai thác. Sự thay đổi người bên phía U17 Nepal. Madan Poden là cầu thủ vào sân. Hàng thủ rời sân đó là Tampan. Thủ vào sân tiếp theo đó là Dahan Singh. Cầu thủ mang áo số 14 là Chu rời sân. Cầu thủ mang áo số 10 là An vào sân. Vừa rồi là một tình huống phạm lỗi không cần thiết của Hoàng Anh. Đây đã là tình huống thứ hai Hoàng Anh tạo ra những tình huống va chạm với đối thủ. Đó đều là những pha phạm lỗi không thực sự cần thiết. Bóng ở phần sân đối phương cũng không có gì nguy hiểm đối với thế trận của U17 Việt Nam. Vẫn còn khá nhiều những gương mặt chất lượng trên băng ghế dự bị, nhưng lúc này những cầu thủ được đánh giá là chủ lực của U17 Việt Nam như Lê Đình Long Vũ hay Đức Thiện vẫn đang thi đấu. Thời gian của trận đấu thì cũng không còn nhiều, và với thế trận này thì U17 Nepal cũng khó có thể làm gì được về phía khung thành của Đình Hải. Và
chạm khá mạnh. Thẻ vàng dành cho cao thủ U17 Nepal. Cầu thủ phải nhận thẻ vàng bên phía U17 Nepal đó là Subabam. Phút thứ 74 và vừa rồi mới là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Các bạn thân mến, trận đấu quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan cũng sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport News vào hồi 19 giờ ngày 9 tháng 10. Và trận đấu này cũng được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup như Facebook của On Sport, kênh YouTube của On Sport và cùng với đó là kênh YouTube của Next Sport nữa. Trận đấu giữa Nepal và U17 Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 16 giờ. Rồi là lỗi đẩy sau của Long Vũ. Chắc chắn trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ là một trận đấu rất hay. Đúng là một trận đấu rất đáng được mong chờ. Điều khá thú vị là trận đấu đó lại là trận đấu cuối cùng của cái đội bóng tại giải đấu năm nay. Và thực sự đó không khác gì một trận chung kết cả. Hoàng Anh, tốc độ của Anh không được rồi. Tình huống chạm bóng cuối cùng của Hoàng Anh không tốt và cũng đã có những sự tác động đến từ hậu vệ của U17 Nepal. Anh Hưng có cho rằng mùa giải năm nay thì U17 Việt Nam đang cho thấy được sức mạnh tấn công từ biên, nhưng ngược lại những phương án tấn công khác thì chưa thực sự ấn tượng. Và đây là cơ hội của U17 Nepal. Rất may là tình huống xoạc bóng của Phan Văn Thành đã ngăn cản được đường chuyền của cầu thủ mang áo số 11 bên phía U17 Nepal. Đó cũng gần như là cơ hội nguy hiểm nhất của Nepal trong trận đấu này. Thế thì rõ ràng hai đối thủ của chúng ta gặp cho tới thời điểm hiện tại đều là những đối thủ thi đấu với hàng phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Và chúng ta ngoài những tình huống đánh biên ra thì những tình huống khai thác khoảng trống với sau lưng cũng như là những tình huống phù hợp đập nhả 1-2 của các cầu thủ vẫn chưa được thể hiện thực sự một cách tốt nhất. Và phần nào đó ta có thể thấy là cho dù Đài Bắc Trung Hoa và Nepal là những đội bóng được đánh giá khá yếu, nhưng hàng phòng ngự chúng ta cũng đã gặp những tình huống thực sự rất nguy hiểm. Đúng như anh nào nói, nếu như trong pha bóng trước đó vẫn là cơ hội của U17 Nepal, chúng ta không thể thi đấu như thế này nếu như gặp U17 Thái Lan được. Tình huống trước đó nếu như không có sự truy cản của trung vệ Văn Thành thì rất có thể là cao thủ Nepal cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Cầu thủ bị chuột rút đó là Ngọc Hưng. Và bây giờ thì cầu thủ mà huấn luyện viên, bình luận viên Trịnh Quốc Hưng mong đợi là Đăng Khoa, tài năng trẻ của U17 Huế đã được đưa vào sân. Khuôn mặt trầm tư của trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn, một người có rất nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ và cũng là một trong những người đang có được thành tích tốt nhất với các lứa thế hệ bóng đá trẻ Việt Nam, người đã đưa bóng đá trẻ Việt Nam tới vòng chung kết U20 World Cup. Trong trận đấu diễn ra giữa Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa ngày hôm nay thì cũng có khá nhiều những cầu thủ bên phía U17 của Thái Lan cũng như là Đài Bắc Trung Hoa gặp vấn đề về chuột rút. Với mật độ thi đấu 2 ngày trên một trận, với một cường độ tương đối cao thì việc các cầu thủ gặp phải vấn đề về thể trạng cũng không phải là một điều khó hiểu.
Khoa sẽ được vào sân. Và cầu thủ rời sân có thể sẽ là Ngọc Hưng. Tiền đạo Đăng Khoa, mã số 10 của U17 Việt Nam, sinh năm 2007. Cầu thủ này được biết đến như một tài năng đặc biệt của U15 Huế tại vòng chung kết U15 tổ chức tại Pleiku. Sự tỏa sáng của Đăng Khoa đã giúp cho U15 Huế có được thành tích xuất sắc lọt vào đến vòng bán kết của U15 quốc gia. Và ở vòng chung kết U17 diễn ra sau đó thì Đăng Khoa cũng đã được lựa chọn là cầu thủ thi đấu chính thức của U17 Huế. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người, cầu thủ mang áo số 7 Lê Ngọc Hưng rời sân, cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Đăng Khoa vào sân. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì với những đối thủ như là Đài Bắc Trung Hoa và Nepal thì chắc chắn là các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn chưa thể bộc lộ hết được những điểm mạnh cũng như là những điểm yếu. Cần phải có được một thuốc thử được coi là tốt hơn. Và chắc chắn rồi, U17 Thái Lan sẽ là điều mà chúng ta cần. Trong những năm gần đây thì VFF cũng đã rất quan tâm đến các giải đấu của lứa tuổi trẻ. U17, U15 và U19 cũng đã được tăng số lượng các đội bóng ở vòng chung kết. Và cùng với đó là VFF cùng với các đội bóng cũng đã nỗ lực để tổ chức thêm các giải đấu cho lứa tuổi này. Ví dụ như ngoài giải vô địch quốc gia, các lứa tuổi U15, U17, U19 thì còn có cả những giải đấu cúp quốc gia nữa. Ở đội tuyển U17 Việt Nam năm nay, ngoài sự góp mặt của rất nhiều những cầu thủ đến từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An hay PVF thì chúng ta cũng có thể thấy được sự trở lại của lò đào tạo SHB Đà Nẵng hay các cầu thủ đến từ câu lạc bộ bóng đá Huế, những lò đào tạo một thời lừng danh của bóng đá Việt Nam nhưng trong những năm gần đây đã không còn sản sinh được những nhân tố xuất sắc. Là những cầu thủ ở phía Nam nữa anh Nam ạ, nơi mà trong thời gian gần đây thì nhiều người làm bóng đá đã nói rằng thực tế là Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là câu lạc bộ Sài Gòn bỏ bẵng đi những công tác đào tạo trẻ. Trọng Phúc, Đăng Khoa vào sân và đang chơi khá thấp. Trung Nguyên, Hữu Trọng, Đăng Khoa, đường chuyền hay, Văn Danh, vẫn là Văn Danh. Văn Danh quá ham dẫn bóng trong pha bóng vừa rồi. Những phút thi đấu trên sân, Văn Danh đã cho thấy được kỹ năng kiểm soát bóng khá tốt và tốc độ rất nhanh nhẹn ở hành lang cánh phải. Nhưng những đường chuyền cuối cùng đang là vấn đề khá lớn đối với số 14 bên phía đội tuyển U17 Việt Nam. Đăng Khoa, vẫn là Huỳnh Văn Danh. Hữu Trọng, có lẽ là trong quãng thời gian nghỉ giữa giờ thì huấn luyện viên Quốc Tuấn đã có những sự nhắc nhở đối với các cầu thủ về yêu cầu thi đấu ở trong hiệp 2. Cầu thủ đã thi đấu với một tốc độ chậm hơn, không quá quyết tâm trong những tình huống tranh chấp cũng như là những tình huống tổ chức tấn công. Và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho U17 Nepal, không có lỗi việt vị. Nhưng rất tiếc là tiền đạo của họ lại đỡ hụt bóng. Nguy hiểm, bóng vẫn chưa đến được vị trí của thủ môn Đình Hải. Rồi là lỗi việt vị của cầu thủ Maran Pondel. Thủ bên phía U17 Nepal đã bị chuột rút
đó chính là Raibata. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn khoảng hơn 6 phút nữa. Cả 4 bàn thắng lúc này đều được ghi trong hiệp thi đấu đầu tiên và đều được ghi từ rất sớm. Nhưng vào lúc này thì vẫn chưa có thêm một bàn thắng nào cho các cầu thủ U17 Việt Nam. Đây là bàn thắng của Long Vũ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 trong hiệp thi đấu đầu tiên. Chắc chắn là cho dù kết quả đang là 4-0 nhưng ban luyện của U17 Việt Nam chưa thể vui mừng được. Vì như chúng ta đã biết, trận đấu gặp Thái Lan sẽ là trận đấu quyết định tới ngôi vị đầu bảng. Và với việc chúng ta có được dự vòng chung kết của U17 diễn ra vào năm 2023 hay không, như dự tính đầu tiên thì Bahrain chính là nước chủ nhà của vòng chung kết U17 châu Á diễn ra vào năm sau. Nhưng trước khi những trận đấu đầu tiên của các bảng đấu vòng loại diễn ra thì Bahrain cũng đã chính thức tuyên bố xin không đăng cai vòng chung kết diễn ra tại sân nhà vào năm sau. Và lúc này thì ban tổ chức vẫn chưa thể xác định được đội sẽ giành quyền đăng cai vòng chung kết U17 vào năm 2023. Nhưng đương nhiên là vòng loại vẫn phải diễn ra theo đúng thời gian. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định chắc chắn về ngôi vị số 1 của đội tuyển U17 Việt Nam khi mà lượt đấu thứ hai khép lại. Hiệu số của chúng ta lúc này đang là 8 bàn thắng và 0 bàn thua. Trong khi đó thì hiệu số của Thái Lan là 6 bàn thắng và 1 bàn thua. Khoảng cách là rất lớn. U17 Việt Nam chỉ có thể mất vị trí số 1 nếu như trong ít phút cuối cùng họ không thể ghi thêm bàn và để thua tới 3 bàn. Một điều gần như là không tưởng. Sẽ có nhiều người không hài lòng về phong độ cũng như là cách chơi của U17 Việt Nam trong quãng thời gian của hiệp 2. Nhưng đó là những sự toan tính của ban luyện. Và điều quan trọng nhất, mọi thứ tốt nhất sẽ được dành cho cuộc đối đầu trực tiếp với U17 Thái Lan diễn ra 2 ngày sắp tới. Đội tuyển Nepal có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 22 Subhas vào sân. Cầu thủ mang áo số 7 Nock vào sân. Nếu quan trọng bóng này chúng ta không có một cầu thủ nào phải nhận thẻ vàng và cũng không có cầu thủ nào rời sân vì chấn thương cả. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự tốt của các thủ U17 Nepal. Người đá băng xuống là Hoàng Anh. Hoàng Anh là một trong những cầu thủ dự bị vào sân và thi đấu ấn tượng nhất bên phía U17 Việt Nam. Cầu thủ đã cho thấy được tốc độ và sự quyết tâm trong từng pha bóng. Những gương mặt dự bị còn lại vào sân thì cũng chưa để lại nhiều ấn tượng. Đàm Trọng Phúc vẫn có những tình huống chuyền bóng hỏng. Huỳnh Văn Danh, tốc độ và kỹ thuật nhưng những sự lựa chọn đường chuyền ở những thời điểm quyết định cũng chưa thực sự tốt. Hoàng Minh Hợi thì tỏ ra hơi non ở vị trí hậu vệ biên trái. Long Vũ. Đức Thiện. Vẫn là Đức Thiện. Minh Hợi. Hoàng Minh Hợi rất quyết tâm. Vẫn là Minh Hợi. Xử lý rất bình tĩnh và tự tin mang về một quả phạt cho U17 Việt Nam.
trong hiệp 1 thì từ một quả phạt ở góc độ tương tự như thế này, cự ly xa hơn một chút, thì Vi Đình Thượng đã tạt bóng chính xác để Bùi Hoàng Sơn có được bàn thắng. Bây giờ thì U7 Việt Nam đang đứng trước một cơ hội có thể nâng tỷ số lên 5-0. Hoàng Minh Hợi và tạt hay. Rất tiếc đó lại là một pha chạm bóng khá vô duyên của Đăng Khoa. Tình huống treo bóng của Hoàng Minh Hợi là rất tốt, nhưng tiếc là người lại chạm bóng lại là Đăng Khoa mà không phải là Hữu Trọng. Đăng Khoa thì dứt điểm ở tư thế với, trong khi đó đội trưởng Hữu Trọng ở phía sau ở một vị trí thuận lợi thì đã không thể đón được hướng bóng. Hoàng Anh, Minh Hợi mất bóng khá nguy hiểm. Trong hiệp 2 thì cao thủ U7 Việt Nam đã nhiều lần để mất bóng và tạo ra những cơ hội phản công cho đội bóng áo xanh. Đó là điều mà họ cần phải hết sức tránh nếu như muốn giành kết quả tốt trước U7 Thái Lan. Bởi vì các cầu thủ của U7 Thái Lan chất lượng hơn rất nhiều so với U7 Nepal hay là U7 Đài Bắc Trung Hoa. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Đây là tình huống mà cao thủ U7 Nepal đã ở vào vị trí việt vị trong tình huống tấn công về phía khung thành của Đình Hải. Hiệp 2 sẽ có tới 5 phút bù giờ, đã có quá nhiều những tình huống chấn thương, rất nhiều những cầu thủ bị chuột rút. Và đó là quãng thời gian để bù lại cho quãng thời gian mà các nhân viên y tế vào sân để chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ. U7 Việt Nam vẫn đang đẩy cao đội hình và cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ 5. Đàm Trọng Phúc, tình huống xoay người khá hay của Trọng Phúc, vẫn là Trọng Phúc. Hoàng Minh Hợi quả tạt một chạm hay, không vào. Quả tạt rất tốt của Minh Hợi nhưng người dứt điểm cuối cùng là Lê Đình Long Vũ. Long Vũ đã không thể có được cú đúp cho mình trong trận đấu ngày hôm nay. Sau khi vào sân thì Hoàng Minh Hợi đã có rất nhiều những quả tạt chất lượng. Vừa rồi là một quả tạt một chạm rất hay của hậu vệ mà số 4 sinh năm 2007 của U7 Việt Nam. Một tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ đến từ đội U7 Sông Lam Nghệ An. Rất quyết tâm, đó là Đức Thiện. Hoàng Anh có lỗi rồi. Và đội tuyển U7 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay trên vạch 16m50. Một tình huống phạm lỗi rõ ràng của U7 Nepal. Người đã mang về quả phạt cho U7 Việt Nam là Hoàng Anh. Trước đó là một tình huống đột phá dũng mãnh của Đức Thiện. Cầu thủ đã phạm lỗi với Hoàng Anh trong pha bóng vừa rồi là hậu vệ Pondel. Đây là một góc sút hết sức thuận lợi, nhưng cũng không phải là một tình huống dễ để có thể ghi bàn. Điểm phạt nằm ngay vạch 16m50. Góc sút thì rất rộng, nhưng khoảng cách thì lại khá gần. Cú đá này một là sẽ phải thực hiện một cú đá rất căng và tạo ra sự bất ngờ dành cho thủ môn. Hai là sẽ phải thực hiện một cú cứa lòng kỹ thuật, bóng vừa đủ vượt qua hàng rào của đối phương và găm vào góc cao. Đức Thiện, cú đá không chính xác của Đức Thiện, vẫn là một ngày thi đấu rất vô duyên. Nguy hiểm, như vậy là đã có bàn thắng thứ 5 dành cho U7 Việt Nam. Người ghi bàn là Hoàng Minh Hợi, một trong những cầu thủ trẻ nhất của U7 Việt Nam tham gia giải đấu này. Và sau khi vào sân ở hiệp 2, Hoàng Minh Hợi đã tạo ra rất nhiều điểm nhấn với những quả tạt chất lượng ở bên phía cánh trái. Và vừa rồi thì Minh Hợi đã trực tiếp ghi bàn bằng một cú đá vô lê vô cùng đẹp mắt. Minh Hợi sinh năm 2007 nhưng có thể hình tốt và có cái chân trái khá ngoan. Và trình diễn ấn tượng của Minh Hợi ở U15
và U7 quốc gia vừa rồi đã là sự tin tưởng để huấn luyện viên Quốc Tuấn tạo điều kiện cho anh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Như vậy không phải người dứt điểm là Minh Hợi mà là cầu thủ mang áo số 14 Huỳnh Văn Danh. Pha xử lý rất hay của Văn Danh. Cho dù Văn Danh là cầu thủ thuận chân phải và đang thi đấu ở vị trí hậu vệ biên phải. Bàn thắng của Văn Danh được ghi ở phút bù giờ thứ 3. Đăng Khoa. Trọng Phúc, Hữu Trọng, Trung Nguyên. Đăng Khoa rất kỹ thuật. Hoàng Minh Hợi. Đăng Khoa, những cầu thủ sinh năm 2007 phối hợp với nhau. Hữu Trọng dứt điểm từ xa. Cú đá quá thiếu chính xác. Như vậy là trong những phút vừa qua, có lẽ là Hữu Trọng đã được thay ra và lúc này người đang đeo băng đội trưởng của U17 Việt Nam là Phan Văn Thành. Trung Nguyên. Vẫn là Trung Nguyên. Và như vậy là trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Nepal đã khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về phía đội chủ nhà U17 Việt Nam. Văn Danh là một trong năm cầu thủ đã ghi bàn cho trận đấu ngày hôm nay.